Tối qua em ra sớm đi nữa. Dạ tối qua em chạy đường cao tốc Cam Lộ á. Ừ. Em chạy nhầm. Mọi người và hiện tại Hiếu đang có mặt tại thị xã Hương Trà, đây là chị khách nha mọi người. Rất là vui vẻ luôn. Sáng chị đường rất là nhiệt tình nha mọi người. Cùng họ, cùng họ luôn. Dạ dạ. Và bây giờ để Hiếu xuống hang rồi Hiếu sẽ giới thiệu cấu hình cho mọi người cùng xem. Nhưng là xuống các xe. Chắc quá cậu gửi số điện thoại xét quén cho chị đó. Đó, đây này. Đây chị Thảo chị quên cái để mọi người gửi xe chắc máy thôi. Máy tưới. Rồi chứ còn cái đèn đẹp lắm. Còn cái này thì xúc nó cái ngay bưng bưng gạt tới bưng bưng sắt. Bưng dưng bụng như bụng gắt á nội nó. Anh để một mình em được trước này. Rồi con. Anh người này, anh người bên người bên này, nặng nhất người là dễ, mà hai người mà nặng thì dễ hơn. Rồi, nằm xuống lại, cây từ từ khỏi cây, để phun tiền này kỳ đến, lấy cổ kỳ đại. Rồi cái đặt xuống đi ạ. Đấy kia, đá không? À, có đá, Ở đây có tiền bông anh nhỉ? Tiền bông mà người ta lên tặng cho mình nhá. Có chứ. Có luôn à? Về đây anh đi dàn này thì một số anh lấy bao nhiêu tiền? Cái đó thì tùy theo. Ừ. Hàng à, anh có tên nhạc nhạc chưa thì em giới thiệu luôn. Nhạc nhạc gì nè? Cũng thường. Để chùa trong luôn. Đấy, trong. Đồng vợ đồng chồng. Bỏ đây là quay vào trong ạ. À, em tính bỏ đây này, đánh thẳng tí trong rồi kia cho anh ra sau sao kia anh nghe luôn kìa. Đó. Anh theo dõi bên công ty em lâu chưa? Hai ba tháng. Hai ba tháng. Tôi định mua bên chị Y điện máy á. À. Nhưng mà cái loa lọ thì nó là 30. À. Mà loại 30 thì cũng nó là cái tiêu. Nhưng mà loại nặng. Hai loa là bằng loa. Mình hiệu quả. Bên em bàn giao nhiều rồi. Nhiều luôn á. Dạ. Giai đoạn nó thiệu hồi tiền mạnh. Dạ đúng rồi. Giai đoạn này. Không, đây là đầu hòa tiến quan đầu phiêu đầu tiên về Huế đây. Anh là người đầu tiên. Còn bên em là chỉ ở trong miền Nam về miền Tây thôi. À, đúng rồi, Huế là đầu tiên. Dạ. Và hiện tại đây là cấu hình Hiếu chuẩn bị bàn giao ở Huế nha mọi người. Đây là cấu hình hòa tiến và cặp xúc đôi là xúc đôi mới luôn nhá. Và đây là cấu hình dàn máy. Đầu tiên sẽ là một bàn mixer Dynacorp CMS 1000. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nha mọi người, Eco Reverse rất là hay luôn. Một quản lý nguồn, một bộ Miro ADD, một cốt số 408 Plus và sử dụng hai cục đẩy. À và đặc biệt là cục đẩy Wonderfuel VK9000H này là bên Hiểu mới về nhé. Chất âm ra rất là hay và đặc biệt là rất là khỏe luôn nhé mọi người. Và một cục đẩy hai kênh Cora KS2002D để đánh cho một cặp súp này. Và cấu hình dàn loa thì cũng rất quen thuộc với mọi người luôn. Vì bên Hiểu đã bàn giao rất là nhiều rồi. Đầu tiên sẽ là một cặp hỏa tiễn Wonderfuel 30. Dòng này là dòng hàng nhập luôn. Sơn rất là chất luôn nhé mọi người. Sơn chống nước cho mọi người luôn. Và một cặp súp đôi. Súp này là súp hầm đôi 50, côn 125 từ 208. Và một cặp mo to cho anh chị kiểm âm trên sân khấu nữa. Và chiều này Hiểu sẽ ra xa bên kia để cho mọi người nghe về dòng hỏa tiễn này nó phóng xa như thế nào nhé.